Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay em về được thêm ít máy này, thì trong đó thì cũng có một số máy giá rẻ nhé mọi người nha, giá định cỡ 2 triệu đổ về thôi, và cũng có một số máy là xài full chức năng và một số máy là nó có bị lỗi chức năng nhẹ nha mọi người nha. Mấy con này bình thường mà, như con S7 này này, S7 màn hình cong. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là màn con này nó cũng có bị ám nhẹ, không phải ám nhẹ nữa rồi mà ám cũng cũng nặng đấy, không nhẹ đâu. Đấy, thì con này là hàng máy Hàn nha mọi người nhé, đã được lên 2 sim, chỉ có Hàn Quốc mới lên được 2 sim thôi, còn máy Mỹ không lên được. Đấy, và tình trạng là máy zin nguyên bản hết nha, màn hình thì bị bầm và bị sọc đó, và thậm chí là cũng có bị ám luôn nha mọi người nhé. Giá con này thì em bán là 1,1 triệu này. Đấy, coi như là bán cái main thôi đấy mọi người. Nếu như ai mà còn màn hình mà hư cái main thì có thể là mua cái main này về gắn vào, bởi vì nó là hai sim sẵn luôn rồi nha mọi người nhá. Đó, còn mọi chức năng nó hoạt động bình thường hết nha, không thiếu chức năng nào cả. Đó, màu vàng nhá, rất là đẹp. Màu vàng đẹp, chứ thật sự ra máy thì ngoại hình thì nó cũng không được đẹp lắm, nó tương đối thôi. Máy cũng có cấn này mọi người, lưng có xước nhâm xước rất nhiều đó, và có bị chóc thủy này đó. Nhưng mà giá này là giá xài chữa cháy rồi mọi người, xài vẫn ngon lắm. Mọi người nghe gọi lên mạng các kiểu là bình thường hết nha. Loa niếc vẫn lớn hết. Đấy, camera chụp hình bình thường, nghe gọi rất là rõ nét nha mọi người nhé. Hảo ơi Hảo, cho mình hỏi là mấy giờ rồi? Đấy, loa lớn cực kỳ luôn. Rồi, em để đây. Đây, và tiếp theo em đến với cây Samsung Note 9 này mọi người. Samsung Note 9 này thì con này em mới thu lại của khách nha, khách cũng trước mua của em, trước mua là tới 7,8 triệu đó. Thì do tình trạng là như thế này thì em mới thu lại cho anh đấy, và anh cũng chấp nhận nha. Thì con máy này xài nó cũng nói thật là mới đầu nhận về ấy, thì là anh bảo là máy xài nó bị nóng máy đó. Thì nóng máy là do phiên bản phần mềm nha mọi người nhé. Thì em về nhà em đã nhờ bên đội phần mềm ấy, người ta can thiệp vào là do cái máy này anh đã cài một cái ứng dụng mà nó không, nó luôn luôn nó chạy, nó không tắt ngầm ấy mọi người. Đấy, thì hôm qua đến giờ rất nhiều người hỏi, nhưng em cũng không nói thật với mọi người là em không dám bán, tại vì em bán thì em phải quay rõ và chi tiết cho mọi người thì em mới bán được, chứ không phải là khơi khơi em bán đâu. Đây, tại sao mất áp thì mọi người biết này, riêng cái dòng Note 9 này thì khi xài nóng lên ấy thì là cái những cái keo viền xung quanh như thế này thì nó sẽ bị gọi là hở keo. Đấy, cho nên là về nhà em tháo ra vệ sinh, bỏ hết những cái keo cũ đi để em gắn cái lớp keo mới vào. Thì bây giờ thì ok, ngon lành rồi. Hôm qua em có đăng video ngắn ở trên Zalo ấy, em bán là 6X. Đấy, 6X thì nhiều người tưởng nhầm là 600 mấy. Thì 600 mấy thì là không mua được nổi cái camera của nó luôn, chứ không nói là cái màn hình nhé. Màn hình con này rất là đắt, màn nó 4 triệu mấy cơ, nếu mà màn đẹp như con này. Đấy, con này là hàng công ty nhé mọi người nhé. Và cấu hình là RAM, đây, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đó, và mọi chức năng xài full nhé. Đó, thì con này em bán máy có cả hộp luôn mọi người, em bán 6,8 triệu nhé mọi người nhé. Đấy, 6,8 triệu. Hôm nay có cái ông cửa hàng kia, ông khoái lắm rồi. Nhưng mà thôi, thà như vậy mình bán cho khách lẻ còn ngon hơn. Tại vì thứ nhất, bán cửa hàng người ta lại bán lại, người ta lại kiếm lời thêm nữa ấy. Còn bán khách lẻ thì bây giờ cũng được tiếng là bán máy giá tốt. Đấy, cho nên là em ưu tiên những cái khách lẻ và khách mua đầu tiên nha mọi người nhé. Đó, đây là Samsung Note 9. Và tiếp theo em đến với cây Samsung A520 này, con này cũng hàng công ty nhé mọi người nhé. Màn zin đẹp không ám.
Đây. Hàng công ty thì nó là hai sim rồi, ngoại hình con này cũng còn rất là đẹp ấy. Mà loại này chẳng bao giờ rẻ được nha mọi người nhé. Đấy. Mọi chức năng thì nó xài full rồi. Hòm nó có chày này, hòm có bị chày này, nhưng mà không ảnh hưởng đến vân tay nhé mọi người nhé, xài vẫn bình thường hết. Đấy, thì con này em bán giá là 1,8 triệu nhé mọi người nhé. Máy trần 1,8 triệu. Như con này là ép kính, đúng rồi, ép kính, máy ép kính rồi nhé mọi người nhé. Còn sườn với lại lưng rất là đẹp luôn, hầu như là không có một vết chày nào hết mọi người ạ. Đấy, không có vết chày nào cả. Giá 1,8 triệu nhé, em bán máy trần mọi người. Con này ngon đấy. Giờ em để đây. Tiếp theo em đến với cây Oppo Reno 4 này mọi người. Oppo Reno 4 này, con này thì nó là máy trần luôn, nhưng mà con này bảo hành với mọi người mút chỉ luôn. Thì mọi người biết là con này nó cũng mới ra mắt đây thôi, không đâu xa lạ cả, mà cái camera của nó được đánh giá rất là căng đấy mọi người, đẹp lắm. Đấy, em không dám so sánh với dòng iPhone đâu, nhưng mà thật sự là nếu mà để so sánh mắt thường chẳng bao giờ mọi người nhìn thấy được là cái độ con nào đẹp hơn cả. Đấy, nhưng mà cái sờ cái lưng cái con này có cảm giác rất là đã tay mọi người, nó nhám nhám mà nó rất là đã tay luôn. Đấy, cái cụm camera nó để ba mắt rất là lớn nha, còn cái một mắt nhỏ xíu đây này. Đấy, ba mắt này nhìn mọi người nhìn thấy không, cái kính camera nó đen xì luôn thế này cơ mà. Đấy, nó cho ra chất lượng hình ảnh rất là thật nha mọi người nhá, kiểu như iPhone vậy đấy. iPhone mà phải từ dòng đời cao rồi lên mới như vậy nhá. Ví dụ từ dòng 6S Plus hay là 7 Plus rồi lên, nhìn bên trong đen thui luôn, thấy không mọi người, thấy không? Còn mọi người nếu mà để ý bên trong những cái con máy nào mà dòng iPhone ấy mà nhìn thấy cái mắt camera mà nhìn thấy cả viền luôn ấy, thì con đấy là có khả năng là máy đã được tháo rồi và nó mất cái hơi áp suất ở trong cái cam đấy rồi. Đó. Thì cây Oppo Reno 4 này, con này máy trần này nha mọi người nhá. Em bán là 6,4 triệu. 6,4 triệu 50 ngàn. Đó. Máy bảo hành hãng bèo nhèo thì cũng rớt vào khoảng cỡ 10 đến 11 tháng. Thậm chí hơn, tại vì cái dòng này nó mới ra mà mọi người. Đó. Rồi em lại đóng vào một cái bịch này cho nó sạch sẽ. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,4 inch và pin 4015mAh nhé mọi người nhé. Đấy. Màn hình AMOLED, vân tay thì chắc chắn với mọi người nó nằm trong màn hình rồi. Đó. Màn AMOLED luôn nhé mọi người nhé. Rất là đẹp. Rồi, em để đây. À, con 7 Plus này mọi người, 7 Plus màu đen này, hôm bữa cũng có làm video rồi, nhưng mà cũng có mấy anh hỏi thôi mà anh không mua. Đó. Cái này có dán keo rồi nhé mọi người nhé, tại vì lưng cũng có nhâm ấy, cho nên là em đã dán keo lại rồi. Màu đen bóng, rất là đẹp nhé. Đấy. Con máy này thì là không có cấn đâu, máy không cấn nhé, nó chỉ bị nhâm thôi, nhưng mà dán keo lại rồi thì nhìn rất là đẹp. Đấy mọi người, cái mắt camera nó này, nhìn là đã thích rồi, chụp hình thì khỏi chê rồi. Đây. Đấy. Đẹp. Máy full chức năng nhé mọi người nhé. Vân tay siêu nhạy luôn. Và em quan trọng để em kiểm tra mức pin nó còn bao nhiêu. Thì ra này là mức pin còn 87% nhé mọi người nhé. Đấy. Và kiểu máy của nó là LLA mọi người, 128GB. Giá con này em bán là 6,5 triệu nhé. iPhone này thấy vậy thôi, nó vẫn là đẳng cấp mọi người. Thì em bán là em cũng nói luôn, chứ em thì em không dòng, không xài được những dòng Samsung hay dòng Oppo. Em cũng không chơi game cho nên là em cũng không lựa chọn những cái sản phẩm của Xiaomi hay là Redmi. Nhưng em bán thì em theo phần đa, tức là khách hàng người ta chuộng những cái dòng như thế nào, người ta hay hỏi em những dòng như thế nào, thì em lắng nghe ý kiến để em phục vụ mọi người những con máy mà mọi người yêu thích nhất nhé mọi người nhé. Đấy. Để tiếp theo đến với cây Nova 3E nha mọi người nhé.
Con này cấu hình RAM 4, bộ nhớ 128GB và giá con này chưa tới 2 triệu đâu. Giới thiệu điện thoại này. RAM 4 này, bộ nhớ 64 nhé, không phải 128 đâu. Thế là hôm nay là bị ông giao hàng mình, ông bị thuốc mình nữa, tưởng 128. Đấy, nhưng mà thôi giá nó cũng hợp lý mà mọi người. Con này giá có 1.750.000 thôi. Máy trần nha mọi người nhá, lưng thì cũng có trời. Loại này chơi game ok đấy, chơi game ngon đấy. Nếu mà so sánh với Oppo thì con này nó ăn xa luôn. Nếu mà cái tầm giá đó, mọi người mà không quan trọng ngoại hình thì đây, cái kính nó cũng mẻ một xíu vào loại này nha mọi người nhá. Đấy, mẻ một xíu. Nó tóm lại là ban ngày thì rất khó nhìn thấy. Sườn bọng của nó đây, chỗ này cũng cũng dạn một xíu đây. Đấy. RAM 4 bộ nhớ 64 thì con này là rắc sạc tai si nha mọi người nhá. Đó. Giá em bán là 1.800.000 nhá. Nova 3i. 3e chứ, 3i là khác, 3i nó bự hơn. Và hôm nay cũng có 3i luôn. Em để đây. Rồi, và tiếp theo em đến với cây Redmi Note 8 này. Con này cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64. Và mọi người nhìn thấy thùng rác đây không? Là hàng công ty nha mọi người nhé. Ngoại hình con này thì đẹp. Phải nói là đẹp. Và không có điểm trừ nha mọi người nhé. Nói thật với mọi người này, em chưa nhìn thấy điểm trừ đâu cả. Lưng này đẹp, không có một vết xước hay là một vết nhâm nào hết nhé mọi người nhé. Màu trắng đó, và màn hình đẹp luôn, không có một vết xước nào cả. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 64, dòng này chơi game thì khỏi cần bàn tới rồi. Nó rất là mượt nha, và pin rất là tốt, pin của nó là 4.000 nha mọi người nhé. Giá con này em bán là 3.250.000 đó. Dòng này thì cũng chẳng rẻ hơn được bao nhiêu. Đấy, mà quan trọng nó là hàng công ty và RAM 4 chứ không phải là bản RAM 3. Thì mọi người mua hàng cũng thông cảm với em một vấn đề này. Thứ nhất là em nhập hàng thế thôi. Là người ta nhập được giá rẻ thì người ta cũng giao cho em một cái giá rẻ, và người ta nhập được giá mà hơi cao thì người ta lại phải giao cho em giá hơi cao. Cho nên là cũng giống như em bán ra cũng vậy thôi. Cũng có ví dụ cũng thay vì là một cây S7, có thể là ngày hôm nay em bán là 1.1.000, nhưng mà ngày mai em có thể em bán là 2.500.000 hoặc 2.700.000, thậm chí cả 3.000.000. Nó muôn vàn mọi người ạ. Quan trọng là cái độ đẹp và cũng như là cái chất lượng nó thôi. Còn ngoại hình nữa, nó quan trọng nhiều yếu tố để cho nó đánh giá lên một cái số tiền lắm mọi người ạ. Ví dụ như dòng cây Nokia hay là 8800 đấy, mọi người thấy không? Nó không xuống giá một chút nào, thậm chí nó còn tăng giá cơ. Đấy. Con này là S7 này. S7 con này màn hình có bị bầm ở đây và có bị một đường sọc ngang đây nhé mọi người nhé. Và màn hình cũng có ám nhẹ này, xài chữa cháy thôi. Thì coi như em bán giá xác rồi nhé mọi người nhé. Giá 1.100.000 đó. Con này hàng máy Hàn, lên 2 sim rồi nhé mọi người nhé. Mọi người mua về thì gắn 2 sim xài Vivo luôn. Đấy, 1.100.000. Tiếp theo em đến với cây Samsung AMS này. Đấy, con này thật sự là những cái dòng mà giá Samsung mà giá mà 3 triệu đổ về thì em hết sạch, cho nên em vẫn cứ phải nhập về để cho những khách hàng mà đã mua của em rồi ấy. Đấy, mọi người mà muốn mua cái giá tầm như này em cũng có cho mọi người nhá. Thì con này cấu hình RAM 2, bộ nhớ 32GB và nó là pin của nó hình như là 4.000 mấy gì đó, em không nhớ. Và máy zin hết nhé, màu xanh này rất là đẹp, ngoại hình cỡ 98-99%, giá em bán là 2.300.000 nhé mọi người nhé. Đó. Tiếp theo em đến với cây Huawei i9 2019 nhé, i9 Prime 2019 nhé mọi người nhé. Để em vệ sinh cái đuôi sạc đi. Con này thì cấu hình RAM 4, bộ nhớ 128GB nha mọi người nhé.
đó, và nó đã bị lỗi camera selfie rồi mọi người ạ. Nó chỉ dùng được cái camera đằng sau này thôi. Máy thì 3 camera nhé mọi người nhé. Pin 4000, màn hình 6,6 inch nhá. Đó, số mây cũng rất đẹp này, 8646 này. Đó. RAM 4, bộ nhớ 128. Thì con này em bán cái giá là 1 triệu 990 nghìn nhé mọi người nhé. Máy thì cũng có bể kính đây. Ngoại hình nó cũng không được đẹp đâu, nhưng mọi người mua máy này có thể về chơi game. Và nó hàng công ty luôn nhé mọi người nhé. Xài CS Play bình thường. Đó. Đây, nếu ai không quan trọng về ngoại hình thì chốt luôn dùm em. Màn hình zin rất là đẹp nha. Đó, màn zin nhé, không phải màn ép kính hay là máy thay màn đâu nha mọi người nhé. Con này thậm chí nó zin hoàn toàn luôn đấy. Nó chỉ bị lỗi cam này trước thôi. Cam này em tính là cũng nếu như có hàng thì em thay rồi, nhưng mà nó không có hàng nha mọi người nhé. Đó. Tiếp theo em đến với cây Vivo, con này hàng xách tay này. Vivo Y81 thì phải, hay là Y85 gì đấy, không nhớ nữa. Con này Y83 nhá, hàng xách tay. Đó thì mọi người phải biết rằng là nếu như mà hàng công ty ý, thì nó là Y85 hoặc là Y81. Thì RAM 4 thì thường chỉ đi chung với bộ nhớ 32 thôi, nhưng mà con này là RAM 4 bộ nhớ 64 nhá mọi người nhá. Đó, thì ngoại hình con này thì nó bị nứt kính đây, nhưng mà xài bình thường hết nha mọi người nhé. Và ngoại hình con này cũng còn tương đối là được, chứ không đến nỗi xấu đâu, đẹp đấy. Đây, con này thì em bán là 1.450.000 đó, 1.450.000 nha mọi người nhé. Màn hình cái này mọi người mua có thể là ép kính cũng được, mà ép kính thì ở đây em có nhận ép luôn nhé, giá này 300.000 đó. RAM 4 bộ nhớ 64, quá hợp lý. Tiếp theo em đến với cây Vivo V15 này. Cái này nhiều người ấy lắm, nhiều người hỏi lắm, thật sự luôn. Nhưng mà đấy, thì nói ngay là cái việc mà tại sao mà em bán những cái chỗ lấy hàng, em lấy hàng ấy, người ta nói em ấy, thì em ngẫm lại thì cũng đúng thôi, người ta nói đúng quá. Nhưng mà mình không làm vậy không được. Tại vì thứ nhất là em này, cái tính của em không bán cao được mọi người ạ. Mình nhập rẻ thì mình phải bán rẻ thôi, cho đến khi mà đợt này em nhập phải con này bị giá cao em vẫn nhập, tại vì là máy zin và nó cũng còn đẹp nhá. Cái lưng này bị nhâm nhẹ thôi, bị nhâm nhẹ cái lưng này, còn đâu ngoại hình nó có rất là đẹp nhá, màu xanh đó. Và con này là RAM 6 bộ nhớ, bộ nhớ 64 hay 128 đó, bộ nhớ 128 luôn nhá, chứ không phải 64 đâu nhá mọi người nhá. Đấy, nó có bản 64 và bản 128. Thì con này bản cao nhất rồi nha mọi người nhá. Này thì em bán là 3.350.000 này. Đó, màu xanh rất là đẹp, Vivo V15 nhá. Máy có dán cường lực sẵn rồi, mọi người đỡ phải cần phải dán. Đó. Trước em bán một cây 2.900.000, cây 3.150.000, nhưng mà nói thật là hai cái đấy nó xấu hơn cây này. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là hai cái đấy em nhập giá cũng tốt hơn cây này đấy. Này nhập vào cao, dành cho những người mà thích dòng máy zin và còn đẹp được như thế này nhé mọi người nhé. Đó. Con Y30 này, thật sự mọi người, con Y30 này nếu như ai là khách hàng quen của em nhìn phát biết ngay con máy này ế nhất thời đại. Nhưng mà vài bữa em bán trả góp rồi mọi người ạ. Cho nên em nghĩ là em bán trả góp luôn rồi nhá. Em thông báo mọi người là em bán trả góp rồi. Đấy, em bán quà trả góp là qua ngân hàng. Thì mọi người mua thì thủ tục nó cũng rất đơn giản thôi. Thủ tục là như là chứng minh với lại là sổ hộ khẩu ạ. Đấy, nhưng mà người ta không giữ cái giấy tờ của mọi người đâu. Đó. Thì nếu như ai ở gần cửa hàng em thì cứ tới liên hệ em trực tiếp đó, cho bên ngân hàng tới làm việc thôi. Thì lãi suất của nó cũng rất là rẻ và đưa trước 0 đồng nha mọi người nhá. Không cần phải đưa trước đâu nhá. Còn mọi người thiện chí có tiền thì đưa trước thì nó rẻ hơn. Còn nếu mà không đưa trước thì giá nó cũng thế thôi mọi người. Tại em trích tiền trong túi em ra, em trả cho mọi người trước bao nhiêu đó. Đó.
Con này thì em bán là 3 triệu tư nhé mọi người nhé. Vivo Y30. Con này bảo hành dài ngoằng ngoặc luôn. Và tiếp theo em đến với cái iPhone 6 này. Con này hàng Việt Nam nhé mọi người nhé. Ngoại hình con này thì có dán keo. Có dán keo rồi nhá. Đấy, đây. Đó. Cũng tương đối là xấu, cũng chẳng được đẹp mấy đâu. Nhưng mà nó là hàng Việt Nam và 32GB nhá mọi người nhá. Men zin, màn zin, vỏ zin, tất tần tật zin hết, chưa có bị lỗi lầm một cái gì hết nhá mọi người nhá. Thì con này em bán giá là 1.890.000 nhá mọi người nhá. Đấy, ví dụ như cái này em thu được giá nó cũng hơi tốt một tí này. Đấy, thay vì những con 16GB em bán đã 2 triệu rồi. Nếu như máy zin mà đẹp nhá, thì con này là được cái là vỏ, nếu như ai không quan trọng ngoại hình mấy thì nó cũng còn rất là ok. Thì mọi người mua cũng sẽ được tặng thêm một cái ốp lưng rồi. Đó, 1.890.000 nhá mọi người nhá. Đây, và cây này là 32GB cũng zin nguyên bản luôn này mọi người. Con này thì là tại sao lại cao hơn này, con này tới 2.2 triệu cơ. Máy đẹp gần 99% mọi người ạ, mà zin hết nha. Đó, em quên mất em chưa nói về pin con này. Pin con này cũng 80% đó. Pin con này còn 87% nhé mọi người nhé. Check thì em thấy là nó xanh le, xanh lét rồi đó. Con này cũng như hàng Việt Nam luôn. Hàng Việt Nam luôn này mọi người. 32GB này, con này em bán 2.2 triệu. Đó. Và pin con này là 91%, đúng tiền nào của đấy thật. Mấy ông giao hàng thì ông cáo thật, ông biết được cái con máy nào mà xứng đáng với đồng tiền đấy ông giao cho mình, đúng đủ vậy thôi. Em dạo này em không dám nhập những cái dòng đời cao của iPhone mọi người, giá nó chênh vênh quá, rất là nguy hiểm. Con này là con Samsung A51 này mọi người. RAM 6, bộ nhớ 128GB, ngoại hình con này còn rất là đẹp nhá. Thì con này thì em bán là 4.750.000 nhá. Tất cả những dòng này thì mọi người yên tâm là còn bảo hành. Đó, nó còn bảo hành. Ít nhất là từ 1 tháng, còn nhiều thì từ 7 tháng nhá mọi người nhá. Đấy, thì những cái còn những con máy mà còn bảo hành hãng như thế này thì mọi người yên tâm về ví dụ như là máy lỗi này kia thì có thể là đưa ra hãng, người ta có thể là thay, không thay thế nữa, người ta đổi trả. Ví dụ lỗi men thì người ta có thể là đổi cái men, lỗi màn thì người ta có thể là đổi cái màn. Đó, và mình sẽ không mất cái gì hết ngoài thời gian nhá mọi người nhá. Đó, đây là A71 đây này. A71 con này em bán là 6.1 triệu nhá mọi người nhá. Đấy, RAM 8, bộ nhớ 128. Cái con này là 5.990.000 này. Kính camera có bị nứt nhẹ cái này. Đó, A71 luôn nhá mọi người nhá. Còn A51 thì 4.750.000. Mình cất vào đây cho nó gọn. Tiếp theo em đến với cây Oppo F7 này mọi người. Oppo F7 con này ép kính rồi. Không ép kính thì lại ngon quá, máy cái đẹp lắm mọi người ạ. Đây, máy zin mà đẹp nhưng mỗi tội ép kính rồi. Đấy. Con này tại thấy đẹp với em mới lấy thôi. Đấy, ép kính thì cũng không, ép kính nhìn người ta ép cũng không được đẹp mấy này. Nó hơi bị đốm sáng một tí ở đây này. Đó, nhưng mà giá nó cũng rẻ thôi. Con này giá có 2.150.000 thôi mọi người ạ. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Đó. Pin là 3400 nhé mọi người nhé. Màn hình là 6.3 inch, 6.2 inch nhé mọi người nhé. Đó, màn hình tay thỏ. Đó, giá hợp lý mà. Còn riêng em nói với mọi người, bán máy em có thể em không cho phụ kiện, nhưng mà em dám bảo hành mọi người 6 tháng để mọi người biết rằng là cái đó là mình bán được cái máy, mình phải có trách nhiệm với cái máy. Tiếp theo em đến với cây Redmi 5i này mọi người. Con này cấu hình RAM 4, bộ nhớ 64. Số email là 4434, số cực đẹp luôn. Đấy, màn hình 6.52 inch. Pin 5000 nha mọi người nhá. Và ngoại hình con này đẹp cỡ 98, gần 99%. Giá thì em bán em đợt trước em lấy về được 2 cây, thì một cây là máy có hộp là 2.750.000. Đó, và máy trần thì em lấy là 2.650.000. Đấy nha mọi người nhá. Đó, đẹp lắm. Con này pin 5000 thì mọi người xài yên tâm là chẳng bao giờ sợ mà hết pin, mà theo như kiểu như hết pin ngoài mong chờ luôn nhé mọi người nhé. Rất là đẹp.
đây và Oppo F11 Pro đây. Oppo F11 Pro thì mấy cái này thì ngoại hình nó thì cũng tương đối là được thôi, cũng không được xuất sắc 99. Thì giá thì em bán giá rẻ mà 3.750.000 thôi nha mọi người nhá. Đấy. Màn hình 6,5 inch. Pin 4000. Đó. RAM 6, bộ nhớ 64 nha mọi người nhá. Đó. Còn cây Honor 20 Lite này, con này RAM 4, bộ nhớ 128GB nha mọi người nhá. Và màn hình 6,2 inch, pin 3400. Đó, con này thì nó không khác gì như máy mới rồi. Đó. Thì con này em bán là 2.990.000 nha mọi người nhá. Giảm bớt đi mọi người đó. Chứ thật sự dòng này em nhập phải rất là cao rồi. Không có lời lãi gì hết cả. Đó. Chả còn có cây cho nên em bán xả cho mọi người. Này Samsung mấy đây? Này như A30 à? A50s này mọi người. Còn một cái A50s nha. 3.650.000. Ngoại hình đẹp nha. Con này thay lưng, thay cái lưng rồi. Hôm bữa em có làm video đấy. Nhưng mà hôm qua có khách hỏi mà em tưởng hết rồi, nhưng mà thì ra vẫn lòi ra một cây này. Đây đây mọi người thấy không? Em ghi mà em ghi cũng chưa rõ, không rõ mấy. Tưởng là A20s. Đấy, cho nên là cứ tưởng hết rồi. Này sao em sửa lại cái tên. Thì giá con này em bán là 3.650.000 nha mọi người nhá. Đẹp, máy đẹp. Đấy, còn con này thì chắc chắn là mới hết bảo hành thôi. Zino 2F này, Zino 2F hôm nay máy zin đẹp và cỡ 98-99% nha. Con này là RAM 8, bộ nhớ 128GB, màn hình 6,5 inch, pin 4000. Giá bán là 4.650.000 cho đến là 4.750.000 nha mọi người nhá. Zin đẹp hết ạ. Đây và tiếp theo em đến với cây Redmi 5 Pro này. Con này RAM 4, bộ nhớ 128GB nha mọi người nhá. Và số mây là 2278, màn hình 6,3 inch. Đó. Con này thì giá này em bán là 3.150.000 nha mọi người nhá. Lưng thì cũng có hơi nhâm nhẹ thôi, còn ngoại hình con này còn rất là đẹp luôn. Hơi nhâm nhẹ do xài ốp lưng thôi. Màn hình không có một vết xước hay vết nhâm nào hết nha mọi người nhá. Sườn đẹp. Đó. 3.150.000. Con này hình như đợt trước em nhớ em có nhập được một cây giá nó rẻ hơn, em bán có 2.990.000 thôi đó. Oppo K3 này, con này 3.650.000 nha mọi người nhé. Rồi thì chắc em xin phép dừng lại video ở đây. Mọi người coi mua máy nào thì vui lòng báo sớm nhất cho em nhé. Đấy thì hôm nay em cố gắng lắm rồi, thì em cũng săn lùng được những cái cây máy rẻ, thậm chí là mấy cái cây máy đây này, mấy cái cây máy như thế này là bán nó thật là em không có một đồng lời nào hết nhé mọi người nhé. Em chủ yếu là lấy về đăng lên cho mọi người coi, ai nhanh tay mua được thôi, máy chữa cháy thôi mọi người ạ. Đấy. Rồi thì em xin phép dừng lại video đây. Thân chào mọi người, chúc mọi người có một buổi tối thật là vui vẻ nhé.